Rồi, chào anh em, bắt đầu mình vô clip 2. Đó, hồi nãy là cây số 23 rồi. Giờ bắt đầu cây số 24. Cây số 24 là một cây cưa lọng. 23 cũng cưa lọng. Coi cứng nha. Cây này có điều tốt các bạn nha. Các anh nào bữa mua cái Eto á, này của Makita luôn, 390W luôn nhưng có điều tốt. Có nút điều tốt, có nút công lực luôn. Có nút công lực trong Makita luôn. Rồi, bữa mua Eto hỏi cái cưa lọng này có gọi cho em luôn. Rồi, cây số 24. Rồi, giá em nói là 450.000. Có điều tóc của Makita 390W. Rồi, về hai em Ryobi tua chậm 2.3A. Điện 100V. $3,200. Cái này là tua chậm, làm việc gì cũng được hết đó. Sắt gỗ gì chơi được hết, sắt gỗ Nika rồi gì được hết đó. Rồi, cây số 25, 320.000 cho một cây cưa lọng, có lưỡi đi kèm, cưa lọng có lưỡi đi kèm hết các bạn nha. Không có mà làm cho nó có, mà có rồi thôi không làm nữa. Cây này tương tự của Ryobi luôn. Mấy cây tua chậm này nó thiết kế ra làm rất tiện lợi các bạn. Mặc dù nó không có điều tốc nhưng mà thiết kế cái gì là chắc ăn cái đó. À, nghiêng xéo 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 được hết các bạn nha. Nè, nghiêng xéo xéo 45 độ rồi nè. 0, 15, 30, 45. Rồi. Giá em nó ra đi là cũng 320.000 thôi cho cây số 26. 320.000. Cây số 27 là một cây cưa kiếm của Hitachi có điều tốc. Có 5 cấp điều tốc. Giờ để cấp 1. Từ chậm tới nhanh. Nó đi rồi. Nó không chịu đi. Rồi có 1 à. Rồi, có điều tốc, cây Hitachi có điều tốc, 5 cấp điều tốc, tem mạc còn mới tinh, à, có lưỡi đi kèm, điện 100V, 6.8A, 650W của Hitachi, tem phụ tem chính còn quá trời tem. Rồi, giá em nói là cây số 26, cây số 27. Rồi giá em nó ra đi là 650.000 luôn. Rồi, em cưa kiếm của Blacktacker thương hiệu Mỹ, điện 100V, 400W. Thằng này thì thao tác có lưỡi đi kèm, thao tác nó là lấy lưỡi thì bỏ vô. Lấy lưỡi ra bóp cái này thôi, bỏ gắn vô cũng vậy. Blacktacker các bạn nha, ngồi hình được. Tương đối đẹp mà bờ kép gì đây, Blacktacker .com.vn gì đây, gõ bên mạng các bạn. Rồi, để tiếp nối chương trình test. Đấy, này cái này là bóp này, bóp được rồi, cá điều tóc các bạn nha.
không? Ngọt liệm, ngọt như mía. Rồi. Cây này giá ra đi em nói là 450.000 cho cây số 28. 450.000. À, lưỡi đi kèm, lưỡi đẹp. Lưỡi này dũa được nha các bạn nha. Ngọt hơn nè, ngầu. Cây này khao tác rất nhanh nhẹn, trên cao, trên đồ. Rồi. Này chưa vệ sinh. Nhớt dầu dính lung tung bạn nha. Rồi. Tiếp tục phương án cũ. Lưỡi 120, bào Hitachi lưỡi 120, công suất của nó là 1040W. À, 16.000 vòng tua thì bào rất sướng. 16.000 vòng các bạn nha. Rồi lên. Máy chạy rất êm ái. Nè, này về các bạn về vệ sinh ra nha. Nè, nó dơ nó bay nhầy nè. Chứ còn này đẹp lắm. Rồi ngồi hình nè. Đâu có tệ ha. Quá đẹp cực tình luôn. Nè, lưỡi 120 các bạn nha. Rồi, kiểm tra lưỡi. Lưỡi thì em đen, nhưng mà em không có mẻ. Em đen kệ em nha, miễn sao em khỏe là được. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu nha. Gì vệ sinh ra hàng bãi mà bây giờ vệ sinh đồ lâu lắm, để vậy anh em giải quyết luôn cho còn nguyên chinh nguyên bản vậy đó. Rồi cho cây số đi vào cây số 29 giá 850.000 cho cây một cái bào lưỡi 120 các bạn nha. 8 rưỡi, quá rẻ thế tội bạn. 850.000 chứ không phải 950.000. Rồi. Một cái bào lưỡi 82 của Ryobi 15.000 vòng 4.7A 450W. Test máy, ngoại hình cũng còn đẹp. Thắng bào có thắng các bạn biết rồi. Khó bao giờ mà có bào có thắng các bạn cũng coi người biết rồi nha. Thắng rất nhạy luôn. Rồi. Lũ Ryobi. Tem mạc tem mà cũng nhiều tem lắm. Còn ngon lành lắm. Nè, em đen nè. Đó, nhưng em không mẻ. Em đen kệ em bào dài đường cơ bản ra thôi. Cái đen không quan trọng. Lưỡi đẹp. Rồi. Giá em nói ra đi 700.000 vậy anh đâu. Cho cây số 30. 700.000 cho cái bột, một bào có thắng thì quá đẻ. Rồi. Bào của Hitachi. Lưỡi âu cơ luôn nha, âu cơ lạc vân luôn. Rồi. Em đi ăn kệ em. Này, máy này vừa sinh ra cho. Cắt có dính nè các bạn. Mình không có đủ thời gian. Việc mình nhiều quá. Hàng nhiều, việc nhiều. Rồi lên. Để thấy được chi. Đó. Ngoại hình thì đẹp trong không xấu đâu. Nè các bạn coi nè. Vì lâu ra, lâu sơ qua một cái nữa là không cần lộ xăng đâu. Lấy dễ ướt sạch lâu rồi. Giờ giấy rồi. Rồi. Để anh em như 600 thôi. Giờ anh em vệ sinh rồi nè. Cái bào Hitachi 15.000 vòng các bạn nha. Lưỡi 82. Rồi, cây số 31. 600k. Cây số 32 là một cái cưa đĩa của Ryobi. 4.700 vòng. Công suất của nó là 1010W, lưỡi 180 tới 190, max in chữ nhật.
đọc không được nó chữ nhật chắc ăn ha, bây giờ nó ghi chữ nhật không à. Đế nhô đời cao đàng hoàng, lưỡi đi kèm lưỡi đẹp, nhà bán lưỡi cưa mà, chẳng lẽ nào bán cái máy không bỏ lưỡi cưa xấu các bạn. Điều có điều đó không bao giờ có thể nha các bạn nha. Rồi đó, thắng thắng rất bén, năng hài lưỡi đầy đủ, xíu xéo xéo khỏi quảng cáo, 45 góc độ khỏi quảng cáo, lưỡi củi rồi thắng thiết ngon, lưỡi củi đẹp rồi, giá bèo nhiều như cái bánh xèo 550.000. Chai cây số 32. Cây số 33 là của Hitachi các bạn nha, lưỡi 180-190 luôn. Thắng đến nhờ. Rồi lưỡi củi thắng thiết đầy đủ, giá đồng giá luôn 550.000 cho cây số 33. Ba bốn ba năm hai cây thổi bụi của Hitachi, cây này 335W. Rồi cây số 34 350.000. 35 cũng 350.000. Cây này 4, cây này 400 các bạn, có đường tóc 400, cây số 35 400.000. Đường tóc nằm đây. Đường tóc nằm trong đây này các bạn. Cấp số chỉnh theo một tốc độ 16.000 vòng, từ 8.000 tới 16.000 vòng từng cấp độ. Rồi 400, cây số 35 400. Rồi các anh có số điện thoại 232 cuối là bữa chuyển khoản cho em, rồi chờ cái máy mài 180. Hôm nay về được 3 cây, coi cái nào được thì alo luôn. Cây số 36 của Hitachi, lưỡi 180 G18i 18i1, 4.300m nhân 1 phút, 6.800 vòng. Này cắt sắt cắt đồ tường được hết, tường bê tông bê tiếp cái gì mài miết cái gì chế cưa vàng cái đồ gì được hết á. Khởi động mềm. Ở trong mềm 7.5. Cái số 36. Ngoại hình tem mạc đầy đủ, nắp chụp tay cầm đầy đủ nha. Ngoại hình này còn đẹp, tem phụ tem chính gì đầy đủ hết á.
Cây này tương tự giống nhau, nắp chụp cây rồi là đủ, chưa có mới làm cho nó có. Nói có là sẽ có, nói không là sẽ không. Đồng giá 7,5. Rồi. Cây số 37. 750.000 cho một cái cây mài tắc 8 khởi động mềm Kosuku. Loại này rất quen thuộc Maxin Japan, nhưng mà tem này tem đi rồi. Cây số 37 giá 700. Cây số 38 là một cây cưa xích Shindawa 1300W, công suất lớn, lưỡi đẹp, tặng thêm cái dũa, dũa cưa. Tất cả cưa xích mình đều có tặng dũa các bạn nha, để anh em giờ khỏi biết đường mua đồ dũa. 1000 cái cưa xích, hết 999 cái đều phải dũa lại lưỡi mới xài được các bạn nha. Bởi vì nó xài cùng cùng nó dục à, nó dục mình lắm. Cái này là có chức năng là mài lưỡi, ấn vô mài lưỡi. Nhớt đây. Đó. Cưa xích. Cây này thì tổng chiều dài nó là nằm giá cỡ 70 phân. Rồi, cây này em nói ra đi với 800.000, có mài lưỡi tự động nha. Rồi có nhớt, nhớt đầy đủ. Này không có chức năng khóa lưỡi nha. Rồi. Tặng thêm một cái dũa, giá ra đi 800.000. Cho cây số 38. Tặng thêm một cái dũa. Cây này tương tự giống nhau nha. Rồi nó xấu hơn chút xíu thôi. Còn cái lam á là không phải là dài mà nó khỏe. Ngắn nó mới khỏe, tùy theo công việc, làm dài làm ngắn. Cây này không có cái chức năng mài lưỡi các bạn nha. Rồi, tặng thêm cái dũa luôn. Dũa lưỡi đây các bạn về là để làm việc kẹp cho trọng cái điện á, làm việc cầm theo, thấy không? Đó, dũa. Mình dũa theo cách hướng dẫn dũa là một hướng một à, này vuốt ngược, còn này vuốt ngược, đừng làm thiệt thiệt chạy các bạn nha. Đó không phải dũa cưa, là không phải dũa vậy đâu. Này kéo một lần, kéo khoảng gần 5-6 cái là được à, 3-4-5-6 chắc ăn vô đường sát sát vô không nó gãy á. Nửa đây là dũa được thôi, còn này là cắn để cầm thôi nha. Cầm sát vô đây này nè. Đó, rút khoảng 5-6 cái thôi, rút cho chắc ăn. Cái nào đáng cái đó là khoảng 5-6 cái là được. Rồi, cây này giá 700. Bởi vì nó không có cái chức năng mài lưỡi. Mà công suất nó công suất lớn, ngàn mấy watt không á, chứ không phải là loại 500-600W mà mình bán thì có cái loại là 300.000 cái thôi. Rồi, cây số 39. Rồi, giá em nói ra đi là 700k.
Rồi, phay gỗ cốt 6 ly của Ryobi. Tem mạc đầy đủ. Im ru. Mẫu hình đẹp, im ru và đồ lù của Ryobi. Điện 100V. 29.000 dòng. 4.5A, 430W. Giá ra đi 550. Cho cây số 40. 50.000. Cây số 41 cũng tương tự, cũng Ryobi, cũng 4.5A, đều giống nhau. Chơi luôn, êm luôn luôn. Đấy. Êm luôn luôn luôn. Rồi. Cũng đồng giá luôn. Kệ nó các bạn, tiết kiệm thượng sách các bạn. Ráng hơn chút mà. Rồi. 550.000. Cho cái số 41. Đó, đúng không? Đó. Tiết kiệm được tờ giấy các bạn nha. Rồi. Nhẹ thôi. Buôn bán như vậy tiết kiệm cho mình nhưng cũng là tiết kiệm cho các bạn. Dạ. Cây này thì tem mạc mờ quá không, mình nghi cũng Hitachi. Rồi test công tắc cốt 6 ly các bạn nha. Cây này tem mạc mờ hả, thôi lấy 500. Mình có bán giá nào giá đấy anh em coi ủng hộ. Anh em mới mua hàng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt hàng, mình không cho kiểm hàng đó, mình nói clip nào mình cũng nhắc lại từ đó. Gửi đặt cây nào gửi đúng cây đó, chuyển khoản thì mình bao ship. Rồi cây số 42 500. Bốn ba, bốn bốn, bốn năm, hàng đẹp không các bạn nha, hôm nay hàng đẹp không nha. 46, 47, 48, bữa hôm nay hàng đẹp, này Ryobi. Cây số 48, 320k, 47, 320k. Bốn sáu 320k, 45 320k, 44 320k, 43 320k. Rồi bắt đầu từ con số 43 và tới con số 48 là 320.000 một cái. Giờ 43, bắt đầu test 43. 43 đây. Cây 43 là của Hitachi 720W mắt zin chữ nhật. Im luôn rồi. Bốn bốn với nhau 320.000. 45 của Hitachi, chén bát nắp chụp đầy đủ, hàng hôm nay hàng đẹp các bạn nha, hàng này khỏi chê chỗ nào đó. Bốn năm 320.000. Bốn sáu 320.000 của Makita. Bốn bảy
320.000 của Hitachi. Mã nó là G10SB4 B phở 47.320.000, 48.320.000. Bốn trăm k cốt lớn 50 400, đẹp không các bạn, nói hàng đẹp không à? 51 400, lưỡi 125, 1010 W, chứ không phải là 720 W các bạn nha. Rồi 10.5A 9.000 dòng. Đó. Rồi, bắt đầu mình test. 4.300 dòng cho 1 phút. Rất đã. Lưỡi đá 125. Chạy rất êm. Có khởi động mềm. Nó lên từ từ đẹp đất. Rồi 49 400, 50 cộng 400 của Hitachi hết, ăn 3 cây đều Hitachi hết, cũng là 1010 W luôn. Lưỡi đá 125. Này cũng có thắng á. 50 cộng 400, 51 cộng 400, cũng 1010 W luôn. Chén bán nắp chập đầy đủ. 49 50 51 là 400.000 một cây. 52 cũng 400, 4 chén bỏ chén, anh em nào không lấy chén alo mình bỏ ra khỏi nặng tiền ship. 1010 W luôn. Đuổi đáng 125 luôn các bạn nha. Rồi giá 400 luôn. Rồi hai cây này là lưỡi 100, lưỡi đá 100, nhưng nó vẫn là 400.000. Bởi vì nó to. Thằng này của Ruby, thằng này của thằng hai cây Ruby luôn. Một thằng ốm, thằng dài. Nói chung là cũng lâm không à. Anh em coi nè. Đó. Ừ. Nói chung là nó đấu không lại đâu nè. Vừa ngắn mà vừa nhỏ nữa. À, cây 320 vừa ngắn vừa nhỏ. Này. Nói chung là đấu không lại. Nó dài rồi khúc lần. Rồi hai cây này còn 400 luôn. 4 à. Mấy rồi? 52 rồi. Rồi, chốt hạ là 53 và 54. Cây 53. Lưỡi đá 100. Giá nó cũng 400.000. Giá nào có giá đó hết các bạn. Anh em là mua, các bạn đừng nghĩ là giá rẻ mà nó dở. Chưa dở gì đâu, tùy theo công việc các bạn thôi. 53 giá 400. 54 là cây chốt hạ của Ryobi dài sọt thòng lòng, phải không? Nè, tem mặt đầy đủ, ngoại hình rất ok, dài sọc 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 sọc. Cái này cầm nhẹ tay làm cả ngày à. Sướng lắm, giỏ nhựa toàn thân, hôm nay là giỏ nhựa toàn thân. Rồi cây số chốt hạ là cây số 54. Rồi giá em nó là 400.000. Rồi hết hàng, anh em coi cái gì ủng hộ alo mô tô với mình. Mình buôn bán là rất chân thật, đàng hoàng. Đó. Đó. Vui lòng khách đến.
Đó, anh em mà mua cái gì alo cho mình, chuyển khoản thì được bao ship, ship code các bạn tự trả tiền ship, mình không trao kiểm hàng cho những người mới mua hàng lần đầu tiên nha. Anh em thì cứ cân nhắc điều đó. Rồi ok, chào các bạn.